Dạ, mến chào cô bác anh chị mình đã quay trở lại kênh của em nha. Dạ, thì hôm nay cũng tới đợt tứ phân rồi đây. Thì em cũng chia sẻ cho cô bác anh chị mình luôn nha. Thì hiện tại bây giờ em tưới chắc có lẽ khoảng 2 đợt nữa là em ngưng luôn nha. Có thể cuối tháng 8 này là em ngưng nè. Tưới đợt này nữa và 15 ngày sau các em tưới đợt nữa. Rồi bắt đầu là cuối tháng 8 qua đầu tháng 9 là em ngưng phân, ngưng thuốc luôn. Thì hiện tại bây giờ đây em tưới hôm trước cũng tưới cộng thêm DAP một ít nữa rồi. Thì DAP đây các bác anh chị mình thấy không, DAP đây là gọi là DAP dứa nha, học DAP dứa đây đó, DAP dứa. Còn 15 năm 20 thì hàm lượng em sẽ cộng lại cho các bác anh chị mình luôn đây. Thì đợt này em sẽ tưới 1,2 kg cho ba thùng, thùng B là một thùng 220 lít nước nha. Đó thì cái hàm lượng em cộng như vậy là 1,2 kg cho ba thùng B, một thùng là 220 lít nước xin lỗi. Thì đó thì có nghĩa là một thùng 220 lít nước thì em sẽ tưới 400 g nha. Nó cộng lại có nghĩa là bây giờ 50-50 nè. Thì cái này chia ra đi, cái này là nửa ký nè, cái này là 700 g nè. Tính ra là khoảng 1,2 kg đó, ký 2 cho ba cái thùng lớn của em đó, là cái thùng 220 lít nước đó. Thì hàm lượng đợt này em sẽ tăng lên, nghĩa là em tăng phải đợt này một đợt nữa rồi em sẽ tưới, cũng như là em bỏ luôn chừng nửa tháng cái em tưới là phân dơ nha các bác anh chị mình. Phân dơ em ngâm là khoảng 2-3 tháng rồi, thì lúc đó em chỉ tưới phân dơ thôi, rồi cộng thêm ít dưỡng thôi, có nghĩa là giảm dưỡng lại. Ví dụ thường thường mình tưới hai bịch cho hai bịch Truro hoặc là N3M gì đó cho 20 lít nước á, thì hiện tại bây giờ mình tưới giảm lại. Ví dụ lúc trước mình tính là 10% thì bây giờ mình giảm lại chỉ còn có 7 thôi, giảm lượng dưỡng lại cũng được để mình tưới cho kìm thôi. Lúc đó là chỉ cho nó đứng đọt rồi mình tăng, hiện tại giờ mình tăng cái kali với DAP này lên nè. DAP thì giúp cũng như là nó giúp cho cái cây mình nó cứng xương nha, nó cũng là dằn giảm lại cái đi đọt đó của bác anh chị mình, nó hạn chế đi đọt. Rồi 15 năm 20 thì cái kali cao này nó cũng làm cho tạo nụ nè, tạo nụ, nó làm cái nụ mình màu sắc nó sau này nó nở rất là đẹp nha. Tại vì em tưới hàng năm cái 15 năm 20 của một tím đây nè, thì nó cho cái bông ra cái màu sắc rất là đậm luôn, bông cũng lớn nha. Thì hôm nay cũng chia sẻ cho các bác anh chị mình đó, để hiện tại bây giờ thì để các bác anh chị mình tưới nha. Còn ví dụ như vậy thì em cũng nói trước cho các bác anh chị mình cái DAP này nè, nó sẽ làm cho xương mình, cái cành của mình á, nó sẽ cứng lắm. Nên các bác anh chị mình nếu mà muốn sửa đó thì hạn chế tưới cái này trước đi. Tại vì nếu sửa như vậy mình tưới nó vô khoảng tuần lễ là cái dàn xương nó cứng rồi, mình sửa nó rất là khó nha. Còn nếu các bác anh chị mình muốn tưới thì các bác anh chị mình sửa trước đi rồi mình tưới sau. Nếu không mình tưới cái này khoảng tuần lễ sau mà nó hút được lên cái cành, cái nhánh á, thì cái cây gây mình cái cành nó rất là cứng. Các bác anh chị muốn sửa thì dặn dẹo thì nó rất là khó nha, nó dễ gãy nhánh, tại xương nó cứng lên lắm, nó mau cứng lắm. Đó, nên các bác anh chị mình nhớ là nếu mà các bác anh chị mình muốn sửa đó, muốn sửa thì các bác anh chị mình phan hay dằn cái DAP dứa này nè, gọi là DAP dứa nha. Nếu các bác anh chị mình muốn mua đó thì ra cái tiệm phân đó thì mình hỏi DAP dứa là người ta sẽ bán cho mình. Thì cái hộp phân nó như vậy nè, nó cái màu như dứa vậy đó, gọi là DAP dứa nha. Đó, thì hiện tại bây giờ em sẽ tăng một đợt này, có nghĩa là 400 g cho 220 lít nước luôn. Nó là cộng là chia ra, cái này là tại vì em tưới 3 thùng thì cái này khoảng 500 g, này nửa ký nè, cái này khoảng 700 g nha. Đó rồi em ngâm vô một cái thùng B, ngâm thùng B rồi em chia ra cho ba, tưới 3 thùng lớn. Đó thì cũng chia sẻ cho các bác anh chị mình luôn, tại hiện tại bây giờ nó cũng tới thời gian nó làm nụ rồi. Rồi em sẽ tưới 2 đợt nữa, có nghĩa là cuối tháng 8 này em sẽ ngưng phân ngưng thuốc luôn. Lúc đó cái có số tự có ga, bây giờ có sâu ăn hoặc là bọ tỉ ăn là em cũng bỏ luôn nha. Tại vì tới tháng 10 em cũng cắt bỏ mấy cái tược non nó bỏ hả, tháng 10, tháng 11 á, nên không có xài cái cây sau này nữa. Cái cây sau này có làm nụ đi chăng nữa thì cái cây mình nó cũng không có
có cái nụ nó không có đẹp nha. Nên cô bác anh chị nào nếu cái cây mà nó làm nụ ở tông ít á, thì có số ít thì cô bác anh chị mình xịt cũng được để tạo cho cái cây sau này. Còn cái cây em thì tại vì cành nhánh nó nhiều đó, số nụ nó cũng nhiều, nên em sau này em sẽ bấm bỏ hết những cái cơ sau đó, cũng như vậy thì cô bác anh chị mình, anh chỉ cho bác anh chị mình luôn. Sau này thì cô bác anh chị mình biết mà mình bấm nha. Rồi, để coi đó, như vậy, như vậy thì hai cái tược ở ngoài này thì sẽ không xài nè cô bác anh chị mình, có nghĩa là cái này là chỉ là cái ngồi viết thôi đó. Nên ở trong đây là có nụ, đây trong đây là có nụ nha, có nụ nên em sẽ bấm tới đây luôn đó. Sau này em bấm tới đây, bấm không cần cái khung tàn lớn đâu cô bác anh chị mình, chủ yếu là cái cành nó nhánh mình cho nó tròn nó đều là được rồi đó. Như số này nụ ở ngoài này mình sẽ không bấm nha, tại vì dần nụ nó ra ngoài rồi mình sẽ không bấm đâu, mình cứ để. Còn cái chỗ nào mà nó ra cái cơ sau cùng đó mà nó chỉ ra cái chèo thôi thì sẽ bấm bỏ để mình đôn lại mình nuôi cái nụ luôn. Như này thì sau này em phải là bấm bỏ cái dưa chọt này nè, bên đây thì có nụ, bên đây thì số này nó cũng có nụ thì mình chừa lại nha. Đó, thì cũng chỉ thực tế cho các bác anh chị mình luôn. Nếu mà ở nhà mình có ít số cây vậy đó thì tháng 10, tháng 11 thì mình bấm, nói chung là bấm khi tháng 10 mình bấm mình chừa một bát lá đi, có nghĩa là cái chèo như vậy. Thì hiện tại bây giờ nếu các bác mình bấm đó, bấm mình chừa, có thể là bấm ở ngoài bỏ mà chừa một nhánh này đi, có đi trượt chăng nữa thì nó cũng còn đi ở ngoài đây, nó không có đôn cái nụ mình. Đừng có bấm sát như vậy nha, có nghĩa bấm ngay cái mắt nụ của mình như vậy là cái nụ này nó sẽ nở nha các bác anh chị mình. Nên các bác anh chị mình tránh là mình bấm xa lên đây thì được, chứ không có bấm là sát dưới đây, sát dưới đây thì cái nụ nó sẽ bung nha, nói chung sẽ nở đó. Thì cô bác chú ý nha, đừng có bấm gần, có thể là mình bấm xa lên trên đây hoặc là lên tuốt trên đây luôn, chừa cái mắt này. Rồi khi mình lãi lá đó, lãi lá là mình sẽ bấm luôn, có nghĩa là đôn tới đây là cho cái nụ nó ra tới ngoài nè, nó sẽ nở từ ngoài vô trong luôn. Đó, thì cô bác anh chị mình chú ý chứ để như khi bấm á, bấm mình tước quá thì nó nở uổng những cái nụ của mình nha, nở số là uổng. Thì em cũng chia sẻ trước để cô bác anh chị mình tham khảo như vậy đó. Thì tới khi chừng nào làm lần nữa thì tháng 10, tháng 11 em cứ bấm hoài. Nhiều khi em bấm buổi tối, thường em làm buổi tối, em bật đèn em làm đó, nên không có chia sẻ cô bác anh chị mình được, tại vì giờ rảnh giờ nào thì làm giờ đó. Nên cũng chia sẻ trước cho cô bác anh chị mình tham khảo, để khi thời gian đó cô bác anh chị mình có rảnh đó, rảnh thì cô bác anh chị mình làm nha. Đó, như vậy thì cái nụ nó nằm ở trong đây nè cô bác anh chị mình, nằm trong đây. Thì hiện tại giờ em có thể là tháng 10 mình bấm ở ngoài này nha, chừa một hai cái mắt chèo ngoài này nè đó, cho có đi tược đi chăng nữa thì nó đi ngoài này thôi, còn số nụ tông này nó sẽ không ảnh hưởng. Rồi khi á, cũng nhắc lại các bác anh chị mình luôn, khi mình lãi lá đó, có nghĩa là khi mình lãi lá xong là mình lãi lá chơi tết á, là khoảng 11, 12, 13, 14 gì đó, thì tùy các bác anh chị muốn nở sớm thì hay nở trễ hay nở dừa gì đó mình canh nha. Thường lúc đó là em thường em lãi là 12, 13, 14, có nghĩa là những cái nụ non á em sẽ lãi trước. Còn cái nụ mà nó mùi quá đó, cây mình nó mùi quá thì em lãi khoảng 13 hoặc là 14. Đó, thì cái khi mình lãi lá xong, mình làm xiên á, mình bấm lại nha. Thì bấm như hồi nãy em nói đó, là có nghĩa mình bấm tới cái nụ này luôn. Đó, khi mình lãi lá xong, mình sẽ bấm tới cái nụ để cho nó nở từ trong ra ngoài. Thì em thấy số cây của em hiện tại bây giờ nó cũng khoảng 60-70% là nó đều rồi đó, nói chung là nụ nó ra tới ngoài nhiều hết rồi, nên em sẽ tăng hai đợt nữa rồi em sẽ bỏ luôn đó. Rồi nếu mà cô bác anh chị mình xiên á, trong vườn mà nếu mà có một số cây nào cái nụ nó còn kim quá đó, thì cô bác anh chị mình cũng giảm, hiện tại bây giờ giảm đi, giảm có nghĩa là giảm cắt bỏ khoảng chừng nửa tháng để cho cái tược nó không có đi tược nữa, thì để cho nó ngậm một số nụ ở trong đi, cho nó không có đi đọt nữa, để nó nuôi cái nụ ở trong đi. Rồi tới mình lúc đó tháng 9 mình vẫn tưới được nha, tới tháng 9 mình tưới cuối tháng 9 cũng được, tại vì hiện tại nụ của bán chị mà nếu mà non như vậy đó thì của bán chị mình tưới đều đều hoài thì nó sẽ đi tược hoài, nó không có làm nụ được cái tông nha.
Rồi thì đó cũng chia sẻ cho các bác anh chị mình tham khảo để nhiều khi các bác anh chị mới làm đó không có để ý những điểm đó thì cái nụ mình nó cũng không có khỏe đâu, không có lớn được đâu. Thì đây nè, hiện tại giờ số này nó cũng lớn từ trong ra ngoài rồi nè. Nó ôm nhiều lắm rồi. Cây này nó cũng nhẵn đọt rồi nè. Hôm trước em giảm, em không tưới nhiều đâu. Thường thường ví dụ em pha hàm lượng cũng như vậy. Nhưng mà em tưới bình thường lúc trước thì cái cây này khoảng 7 lít nước phải không? Nhưng mà em tưới giảm lại chỉ còn có 4 lít nước thôi. Nó hàm lượng thì cũng hàm lượng thì mình pha thì nó chung như vậy thì mình chỉ giảm cái lượng nước mình tưới thôi. Chứ không có tưới, lúc trước em tưới có thể là 7 lít nước phải không? Nhưng mà em giảm giờ chỉ có 3-4 lít nước thôi, cũng như giảm gần phân nửa đó. Đó, thì nó chỉ có ăn kìm kìm cái phân này thôi, nó không có đủ sức để nó đi tược hoài đâu, nên nó kìm hãm lại, nó sẽ ngậm, nó làm nụ ra cho cái cây mình nó làm nụ đó, thì kìm hãm lại được nè. Lúc trước cây này thì nó cũng đi đọt cũng nhiều lắm nè, cái clip trước em quay cho các bác chị mình xem đó. Đó thì em bấm luôn, có nghĩa em bấm này, bấm em giảm lượng phân lại thì ở ngoài đây nó cũng ngậm rồi nè. Thì thường đa số là cái cây mình biết cái chu kỳ của nó làm nụ thì cũng dễ lắm cô bác. Nhưng mà mình không biết, nhiều khi mình cứ nghĩ là để mình tăng phân hoài thì cái cây mình thấy nó xanh mà tại sao nó không có làm nụ. Rồi thường những cái nụ mà để cho nó dễ nở là cái nụ sẽ như cái nụ kim đó cô bác chị mình. Để em kiếm trong cái số nụ mà nó tháng này nó dễ nở nè. Nghĩa là hiện tại bây giờ em thấy là có một số nè, thời tiết giờ có chướng lai gai nè đó, mà mưa là mưa chướng nữa, hôm qua là đám mưa chướng đó. Nếu mà cái cây mình nó cái dàn nụ mà nó không chắc khỏe nó sẽ dễ bị bung, dễ bị nở nha. Để em quay một số cái nụ mà nó thường dễ nở cho các bác anh chị mình xem, tại vì cái nụ non thì cái vỏ tấu nó rất là ít nha, vỏ tấu của cái nụ đó thì vỏ tấu nó ít. Như vậy thì nó nhiều đây, nhiều cái vỏ tấu nè, nó bao bọc như vậy thì nó sẽ khó nở hơn. Còn nếu cái thường thường cái nụ mà nó trắng đó, các bác chị mình thấy là nó chỉ nhọn thôi, nó không có cứng cáp cái vỏ tấu thì cái cây mình nó sẽ dễ bung và dễ bị nở cái số nụ đó lắm. Thì đa số cái phần đó là những cái cây mà nó chưa phát triển mạnh đó các bác anh chị mình, có nghĩa là cái cây chỉ được 70% cái lượng sung của nó thôi nên nó sẽ bị dễ nở. Đây như vậy nè các bác anh chị mình, đây cái nụ này nè, số nụ này nó sẽ bị dễ nở đây, nó nhọn đây thì nó bung ra chỉ có một búp hai búp thôi đó, như vậy thì được. Đây như vậy thì nó cũng cứng cáp, vỏ tấu nó cũng nhiều nè, như vậy là được. Còn cái số nụ như vậy nó sẽ dễ nở thôi, gặp mà tiết nó thuận thuận đó, mưa mà gió nó thuận thuận thì nó sẽ dễ nở lắm đó. Hiện tại bây giờ em thấy mấy ngày hôm qua nay thì có một số là hôm qua là đám mưa chướng nè, tiết giờ có chướng rồi nên mà gặp mưa nữa thì cái cây mình nó sẽ bị dễ nở thôi đó. Số nụ mà non như vậy nó sẽ dễ nở nụ kim á, thì thường gặp cái nụ kim như vậy là cái cây mình nó sung quá mà nó mới tượng nụ thôi, hoặc là cái cây nó chỉ 70% cái lượng sung nên cái cây nó cũng sẽ dễ nở. Đây cây này thì cũng được 70-80% đây, mà để em coi có số nụ không. Đây số nụ này nó này, quá chị mình thấy không, nụ này cũng là nụ non này, nụ non nó dễ nở, nó dễ bung ra. Thì cái đó thì có thể của bác anh chị mình dằn thêm lân nó cũng được, hoặc là DAP đó. Nếu mà tưới DAP cộng thêm mà cảm thấy xương nó lên nhiều mà cái cây mình nó cái nụ nó không có chắc á thì của bác anh chị mình dằn thêm lân nha. Dằn lân thì đa số của bác anh chị mình dằn siêu lân cũng được. Siêu lân thì có thể là cái nụ nó không chắc khỏe bằng cái lân long thành nha. Lân long thành là cái cây mình nó làm cho nó khựng lại luôn á. Khi mình tưới vô một đợt hai đợt là cái cây mình nó sẽ bị khựng lại, lá bắt đầu nó hơi ngà vàng luôn như các bác chị mình đó, nên cái cây nó sẽ ngưng phát triển lại luôn, nó chậm phát triển thì lúc đó cái cây mình nó sẽ làm nụ thôi. Cái lá nó vàng rồi cái tượng nó không có đi nữa thì sẽ cái nụ nó lên nó bảo vệ cái nó chắc cái nụ nụ kim của mình đó,
cái nụ non của mình nó sẽ bảo vệ nó chắc lại. Nên các bác anh chị mình tưới dàn phấn hoa hai ba đợt gì đó, có thể thí dụ như bây giờ có ít á, các bác anh chị mình có ít muốn làm cho cái cây mình Tết năm nay cái nụ chững đó, thì mình sẽ hàm lượng mình tăng từ từ. Thì thường này lân thì tầm khoảng thí dụ như mình tưới 1000 lít nước, 1000 lít nước mình có thể mình tưới cho 4 kg lân cũng được đó, như các bác anh chị mình. Nó dần một đợt hai đợt thôi, một đợt đầu coi có thể là cái cây mình nó trong thời gian nửa tháng mình coi cái phát triển của nó rồi cái lên nụ của nó làm sao. Ví dụ mình thấy cái cây mà nó xuống vừa lá thôi, mà nó xuống cái hực rồi thì các bác anh chị mình đừng có tưới nhiều nữa, có thể là giảm lại, mình tưới chỉ 2 đợt thôi để cho cái cây mình nó tự nụ từ từ, cũng không có cần làm gấp nha. Làm gấp quá nhiều khi cái cây mình nó cũng bị sốc nữa nha các bác anh chị mình. Nên các bác anh chị mình làm từ từ thôi, để mình rút kinh nghiệm từ từ. Cây này thì em sửa đợt này em thấy chắc có lẽ là ngậm nụ luôn rồi. Ngậm nụ hết. Nó có ra tược đi chăng nữa thì cũng không có nhiều. Đây, số tông này nó làm nụ hết rồi. Cây này cũng làm nụ rồi. Cây này dẫu ghim nó tới 12-14 cánh nên bông nó chuẩn. Em thấy hôm trước nó có nở bông đẹp lắm, em sẽ chừa lại em làm cái tàn luôn. Tàn số này nó lên nụ rồi. Cây này đáng lý ra em cũng chỉnh sửa nè, nếu mà chơi Tết thì cây này chỉnh sửa ra là nó sẽ tạo nụ mau. Hệ số này cũng đang làm nụ nè, em giãn rồi, không có tưới nhiều phân nữa, cho nó hạn chế đi đọt đi, có thể là em bỏ tháng sau là bắt đầu em bỏ luôn phân thuốc. Thì thường là vào tháng 10, tháng 11 là cái dàn cây của em sẽ xuống lá mau lắm nha, nó không còn xanh nữa đâu, chủ yếu là mình nuôi cái dàn nụ thôi. Đó, cái nụ nó đẹp thì cái bông nó chắc khỏe, là nó bông nó nở màu sắc nó đẹp nha. Còn mình nghĩ cái hiện tại bây giờ tới tháng 10 mà cây mình nó xanh lá quá là cũng không được, nhưng các bác chị mình nó xanh quá là đồng nghĩa với cái nụ của mình á, nó sẽ xanh mà non. Còn tới tháng 10, tháng 11 mà cái dàn nụ mình không có vàng đó, màu ngã vàng, cái nụ mình á rám vàng á, thì tháng 11 mà cái ruộng nó không dám vàng là sau này khi mình lãi lái ra đó, thì để ý những cái cây mà nụ mùi đó, cái dàn nụ mà nó mùi nó vàng thì mình lãi thường thường là phải 6-7 ngày nó bung vỏ tấu là đúng chu kỳ nữa, phải không? Còn nếu mà nụ non quá nên xanh, mà nụ xanh mà lá xanh đó, thì cô bác anh chị mình để ý thấy biết rồi, lá mà xanh quá khi mình lãi ra đó, lãi ra cái nụ nó xanh nó sẽ gặp nắng nó sẽ bị teo lại nha. Ví dụ mình trong lá xanh này nè, cái nụ mình lớn lắm, nhưng mà khi Tết đó mình lãi lá ra xong cái khoảng 3-4 ngày sau mà gặp nắng quá đó, thì các anh chị mình để ý thấy cái nụ tự nhiên thôi, nó đang bự mà thấy nó nhỏ lại đó, nó nhỏ cái nụ lại, nó teo lại, có nghĩa là cái nụ non thì gặp nhiệt độ nắng nó cao đó, thì cái nụ mình nó bị dợp lại đó, thì thường thường nó dợp lại khoảng 4-5 ngày sau thì nó mới đồng loạt nó điều lại, thì từ từ cái nụ nó mới bung ra. Còn nếu mà gặp thời tiết lạnh nha, nói chung là cái đó là tiết thuận đó, thì cái dàn nụ đó là trời mát đó, có nghĩa là trời mát đó quá mà cái dàn nụ xanh như vậy thì nó bung ra liền luôn, có nghĩa là khoảng 5-6 ngày thì nó bung liền, tại vì nhiệt độ nó không bị sốc đó các anh chị mình, nó non quá thì nó sẽ bung ra luôn. Còn mà gặp nhiệt độ nóng thì nó sẽ bị teo lại, nó có 2 trường hợp nha. Nhưng mà cái nụ, cái bông nó ra đó, thì các bác anh chị mình để ý những cái bông đó là khi nó có bung ngay chăng nữa mà nó gặp nhiệt độ lạnh á thì nó sẽ cũng không có bị teo nha. Còn nhiệt độ mà cái nắng đó, cái những cái búp nụ đó nó cũng sẽ bị dợp lại, có nghĩa là nó nở cái bông không có sáng, cái màu sắc nó đậm đó, cũng như là dạng như xanh non đó các bác anh chị mình. Thì thường được xanh non mà gặp nhiệt độ nóng quá ấy thì nó cũng bị ảnh hưởng sức đó, sức nở của nó cũng không có tốt, nó không có đẹp luôn.
thì đối với những cái cây mình chơi Tết, còn những cái cây mình không có chơi Tết đó các bác anh chị, mình không có chơi Tết thì nó dễ rồi. Thì bây giờ mình chỉ chỉnh sửa thôi, chỉnh sửa chân cành, mình tạo cái dáng nó để khi mình năm tới mình đôn lại đó sẽ cho cái cành nhánh nó đẹp. Thì hôm trước cũng chia sẻ cho các bác anh chị mình đó, số cây em trồng dưới đất đó và số cây em đôn lại để em chỉnh sửa. Thì các bác anh chị mình muốn chơi bonsai bắt buộc mình phải chỉnh sửa nhiều lần rồi cái cây mình nó mới chuẩn đó, thì chịu khó các bác anh chị mình chỉnh sửa. Nhưng mà dặn đó, mình sửa thường thường mình rất là nương cái cây, có nghĩa là mây chuyển xanh thì mình dặn dẹo, có thể chuyển xanh mình để khô luôn các bác anh chị mình, có nghĩa để khô cục nhân như vậy nè, khô đất nè, để cho cái cành này nó dẻo lại, mình dễ sửa nha. Còn nếu mà đối với mây vàng, nếu cô bác anh chị mình như cái bầu phân vậy mà để cho nó sụ cái lá đó, là để cho mình sửa nó không bị dập á, bị gãy á, là dở lắm nha cô bác anh chị mình. Có nghĩa là cái cây mình sẽ bị mất nước nhiều đó. Khi mình sửa như vậy đã mất sức, còn nó mất nước nữa thì cái cây mình nó phục hồi rất là chậm luôn. Có nghĩa là có một số có thể là nó yếu luôn đó. Còn cái cây nhỏ như gốc nhớt thì các anh chị mình làm được, có thể mình chỉnh sửa được. Còn mà nếu mà những cái cây bự như vậy mình chỉnh sửa là để cho nó khô, mình sửa dặn dẹo cho nó tốt là không có được đâu. Nó dễ mất sức, mất nước cây, mà cây mình sẽ bị ngẵn lại đó nha các anh chị mình. Thì để chia sẻ cho các anh chị mình biết cách để mà khi mình chỉnh sửa rồi đó, nó không bị mất sức cái cây của mình. Thì cây này cũng tính chỉnh sửa đây, nhưng mà thời gian này tại vì em cũng đang làm phá cái giường ra đó để em trồng cây thì không có làm kịp. Thì những số này chột cũng lớn nè các bác chị mình, lớn rồi. Sửa thì banh ra mình chỉnh cành nhánh cho nó đều, là mình đôn lại cái cây mình năm tới sẽ đẹp thôi. Đã mưa hôm qua cái xanh, nói chung xanh lại. Thì thời gian này các bác anh chị mình có thể là tưới xịt hàng cốc 85 cũng được nè, di than cũng được nè, Antacon cũng được nè. Em hiện tại hôm trước em muốn xịt hai đợt Antacon này nè, rồi quay lại em cũng xịt cốc luôn, có nghĩa là xịt cốc 85 cho cái lá mình nó dày chút. Với hiện tại bây giờ cái tháng này đó, nhiều khi mưa gió nó nhiều đó, nhưng mà cái tàn mình nó lớn, cái lượng nước xuống đây nó không đồng đều đó, có một số cây có thể bị nấm nha các bác anh chị mình. Thì mình nếu mình tưới được á, tưới được diệt nấm nha các bác anh chị mình, chú ý cái nấm nó cũng quan trọng đó. Khi nó bị một số nấm á thì các bác anh chị mình tưới lúc đầu Rinomin mà nó không hết á, nó nặng quá, thì các bác anh chị mình tưới hàng cốc 85, có nghĩa tóc cốc 85 mình tưới riêng cũng được, mà cộng với dưỡng cũng được nữa đó. Mình tưới xong khoảng mình xả vừa thôi, có nghĩa là xả hai ngày sau, nó vừa từ từ đặng nó ngấm những cái chỗ mà nó bị nấm đó, nấm bệnh đó, nó sẽ diệt nấm. Cốc 85 thì nó diệt nấm tốt lắm, nó mạnh lắm. Mà nó tưới mà nhiều quá là cái chỗ đó nó bị nấm nhiều đó, là cái chỗ đó nó bị sụp xuống luôn nha, có nghĩa là nó bị sụp á. Thường thường là cốc mình bị nấm đó, nó làm cục như vậy nè, làm một khối. Thì khi mình tưới á, mình tưới các anh chị mình chú ý nha, tại nó làm vậy khi mình tưới mà tưới ào ào qua vậy nè, nó sẽ không có ngấm ngay cái chỗ mà bị nấm này đâu. Thì các bác anh chị mình thấy nó bị vậy thì tưới từ từ thôi, có nghĩa là tưới một ít đến đây cho nó ngấm vô, nó ngấm vô cái cục nấm của mình đó, rồi chút nữa mình tưới lần nữa. Chịu khó tưới như vậy á thì cái nấm mình nó mới bị phá ra, nó vỡ ra đó. Khi nó vỡ ra khoảng 5-7 ngày sau đó thì nó sẽ bả ra, thì cái chỗ này nó sẽ bị sụm, nó sụm xuống. Thì các bác anh chị mình ém lại luôn, có thể là mình lắp thêm, nó sụm quá thì mình lắp thêm trấu với sư dừa vô đây nữa nha, để cho nó lắp nó bằng cái bầu phân mình, đừng cho nó hẫm xuống quá, nó sẽ làm xấu cái bầu mình đó, nhưng nó không có tạo ra rễ mới nữa. Nó bị sụm đến đây, nước thường thường tưới đây nó sẽ bị gọn vô đây, gọt vô đây nhiều quá thì có thể là sau này ở dưới nó bị bọng, bị trống luôn á. Nên các bác anh chị mình lắp lại cho nó bằng luôn, có thể là lắp sủi như vậy nè, cho cái nước nó gọt ra, chứ đừng để trong đây nó hởm quá. Hởm quá thì nước sẽ chứa trong đây nhiều nha. Thì tại vì xin lỗi cô bác anh chị mình nha, đây thời gian của em thì có lúc rảnh cũng nhiều lắm, mà có lúc cũng không có rảnh nhiều, nên hiện tại em quay được thì em cũng chia sẻ
chia sẻ hết cho các bác anh chị mình từ từ vậy đó, để các bác anh chị thấy cái cây mình nó bị sao thì các bác anh chị mình sẽ xử lý liền nha. Có nghĩa là bị sao thì xử lý liền. Còn em quay ví dụ như theo chu kỳ khoảng 2-3 ngày em làm thì em quay, nhiều khi em làm gấp công chuyện quá không quay được cho các bác anh chị mình đó. Nên hiện tại bây giờ em quay thời gian nào thì em cũng chia sẻ cho các bác anh chị mình luôn, chia sẻ trước vậy đó, để khi trường hợp của bác anh chị mình có gặp phải á thì các bác anh chị mình xử lý liền. Thì đó, thì em hiện tại bây giờ em cũng ngăn ngừa như nãy em nói xịt đó, xịt gốc 85 đó, mình xịt trên đây là tạo bộ lá cho nó cũng xanh dày luôn nha, gốc nó cũng trị bệnh luôn, nó xanh nó dày. Khi mình xịt đó, đa số là mình xịt trên đây nó dính lá, mà mình tưới á, thì gốc nó cũng sẽ gọt vô cái chậu của mình một ít nữa nha, thì nó cũng sẽ diệt nấm được. Thì đó có cũng như là tiện lợi hai mặt đó, nó vừa tạo cái lá xanh mà nó vừa diệt nấm ở dưới cái bầu đất, cái bầu phân của mình đó. Thì các bác anh chị mình xịt như vậy thì sẽ có lợi hơn nha. Nó vừa diệt nấm trên mà vừa diệt khuẩn trên lá nữa, nó tạo lá xanh nữa. Thì như vậy, xịt như vậy thì nó đỡ tốn tiền của mình hơn. Hiện tại bây giờ em thấy có một số lá già ở trong đó các anh chị mình. Đây, lá này là nó bắt đầu nó chuyển già nè. Đó, tại vì mưa hôm qua nên nó còn xanh xanh. Nhưng mà cái lá, có một số cây của em là cái lá già này nó bắt đầu chuyển màu này. Tháng 9, tháng 10 cái số lá này là nó sẽ rớt lá luôn nè. Để nó trống, nó tạo cái nụ của mình, nó đủ nắng đó. Cho nó mau phát triển cái nụ nha. Nó gám vàng cái nụ của mình. Đó là khi mình lẻ lá ra nó sẽ bị không bị sốc nắng đâu. Nó sẽ tạo luôn cái nụ nó lớn luôn, nó chắc khỏe. Còn nếu nụ non quá như trường hợp nãy em nói đó, nụ non quá thì khi gặp nhiệt độ nắng á thì nó sẽ bung ra luôn. Xin lỗi, khi gặp nhiệt độ nắng á là nó sẽ bị teo lại nha. Số này thì lên nụ chắc nè các bạn chị mình, nó gánh vàng vàng vậy là cái nụ nó tốt lắm nè. Còn như nụ non hồi nãy thì nó sẽ bị dễ nở, không có tiết thuận mình, mưa gió thất thường đó nên nó dễ bị nở. Còn số nụ gánh vàng được thì các bạn chị mình cũng an tâm. Cái nụ như chắc khỏe thì tiết có thuận đi chăng nữa thì nó cũng nở ít thôi, khoảng 0,0 mấy% thôi. Đây, số nụ đây. Thì cái này em cũng mới chỉnh sửa nè, là những cái cây cái này em cũng lắc nhẹ nè, lắc nhẹ cái co theo nhịp trước đi. Đây, như ở đây thì em ghép một mắt, các anh chị mình đa số đây em ghép một mắt hết. Đây em quay, đó là bốn mắt để nó chịu lại cái mặt cắt của mình. Đó, bây giờ vính cái cành này gỡ xuống đây, không? Thì bây giờ em chừa cái ngọn này, sau này em sẽ lấy ngọn lên sau. Thì cái cây này nó cũng chuẩn cành rồi nè, em ghép em đã lựa cành nhánh nó đã chuẩn rồi. Thì cái này chỉ năm tới mình chơi thôi. Đó, như mẫu tử không? Đây, mình sửa lắc cái ngọn ra đây. Thì cái này nè, cái ngọn này quýnh nhịp xuống là có thể cong xuống nữa, cong xuống nữa phải không? Nhưng mà hiện tại giờ em đang nuôi cái cốt này cho nó lớn lên, rồi quýnh mình quýnh cái nhịp nó lắc ngược lại đây thì nó sẽ khéo hơn nha. Còn hiện tại bây giờ mình chỉ nhấp nhịp đây cho nó co ở đây, nó sau này mình sửa nó không có bị dập nè. Lắc dưới đây mình nhập lắc một nhịp nữa thì cái cây nó cân xứng nha. Còn giờ nếu các bác chị mình nhấp liền, lắc liền thì cái ngọn này nó dễ bị nín lại nè, nó sẽ bị ngắn lại đó, nó không phát triển. Thì hiện tại em làm như vậy, em đỡ lên cho nó tiếp tục đi đọt bình thường nè. Dạ rồi, thì hôm nay cái video của em cũng xin kết thúc tại đây. Thì cảm ơn các bác chị mình đã bỏ chút thời gian để theo dõi cái video của em nha. Kính chúc cô bác anh chị mình thật nhiều sức khỏe và làm ăn thì buôn bán cũng thuận lợi luôn nha. Dạ, em xin mến chào cô bác anh chị mình ạ. Dạ, trước khi ấy thì mong cô bác anh chị mình đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em ngày một phát triển nha. Dạ, em cảm ơn.